Xin chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh Hiếu Minh Audio bên em. Ngày hôm nay em xin giới thiệu đến tất cả toàn thể các bác một combo karaoke gia đình, một gọi là combo gia đình giá rẻ và vô cùng hợp lý. Đầu tiên em xin giới thiệu đó là con em Micro UGX 23. Kế đến là em vang MB 2008, một em vang số Liker nhé. Tại sao em gọi đó là số Liker? Tại vì con này có thể tinh chỉnh trên phần mềm tất cả các thông số, cũng như là cắt xúc xiếc tất cả trên phần mềm, cũng như chỉnh bằng tay. Tất cả các volume và các thông số effect của nó đều căn chỉnh bằng volume vô cực các bác nhé. Vô cực là gì? Tức là các bác vặn nó hầu như nó không có điểm đầu, điểm cuối, người ta gọi là vô cực. Và là trong nó đã có sẵn IC đếm, tức là khi bác vặn thông số như nào thì nó có con IC nó sẽ đếm và nó ghi nhớ lại các thông số đó. Đó, nôm na là như vậy. Thì các con vang số nào cũng đều như vậy cả. Đó, thì em này là em vang số Liker các bác nhé. Và nó có một hàng căn chỉnh ở kia. Thì các bác có thể vặn căn chỉnh thêm các thông số effect giống như là các EQI. Rồi, kế đến là em đẩy XP 7000S. Và kế tiếp là cặp loa Vantasa, cặp loa bãi Vantasa. Ok, bây giờ em sẽ đi vào kết nối phần mềm và setup, gửi đến các bác test thử một bài nhạc. Ok, bây giờ em tiến hành đi vào ghép nối. Thì như các bác có thể nhìn thấy đấy, thì em vang này có sẵn cổng đầu với âm ly. Đó là 4 cổng hoa sen. Thì hiện tại ở đây em dùng đầy. Đó, thì 4 cổng hoa sen với 4 cổng Canon ở đây nó cũng giống y hệt nhau thôi. Đó, đây em đang kết nối. Đầu tiên là kết nối tín hiệu cái main chính led right xuống dưới đầy. Đó, và kế đến là mic. Cổng mic thì em đó có hai lỗ mic cổng vào. Các bác, nhiều các bác hay tò mò là hai cái lỗ tròn tròn nhỏ nhỏ, cái nút vặn ở đây này là gì. Thì đó là cái chiết áp chỉnh độ nhạy đầu vào của mic bác nhá. Thường thường cứ để 12 giờ, trừ khi mic nó yếu quá thì mic dùng mic dây ý, thì cái bộ kích nó không tín hiệu nó hơi yếu thì các bác có thể tăng lên. Thôi, kết nối nó thì cũng đơn giản thôi. Nên các bác lưu ý giúp em nhá. Đây nhá, đây là các bác nhìn rõ này. Ở dưới nó có chữ audio input và audio output. Em vang này thì thuộc thế hệ đời mới, có luôn cả cổng quang các bác nhá. Rồi, ok. Ở đây thì em sử dụng cả cổng quang lẫn cổng AV để cho các bác cùng thử trải nghiệm. Em vừa setup xong, hiện tại bây giờ thì tiếng mic và tiếng nhạc cũng khá là tương đối ok. Thì em sẽ thử alo hát thử một đoạn cho các bác cùng trải nghiệm chất âm. Nói chung là với phân khúc này, với bộ cấu hình này, bọn em ghép vào và phối ghép nó, em cảm thấy rất chi là hợp lý và phù hợp. Đó, gửi đến các bác chất âm nhá. Alo, alo, 1, 2, 2, 5, 6, 7, 2, 3. Trả lại em yêu trước khất ngày nào. Ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy. Trả lại em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Đây, trên tay em thì đang là em mic Shure UGX23. Đó, các bác vừa được thử chơi một nó xong. Ok, em xin gửi các bác đến các bác một bài nhạc. Bây giờ mùa cưới rồi các bác ạ. Đấy. Nhưng mà em vẫn thích nhạc từ 2019. Đây, mời các bác nghe thử một đoạn nhạc sống nhá. Cho nghe test nhạc sống cho các bác nghe cái cảm giác tiếng bass trung chép nó như thế nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và sau đây em sẽ gửi đến các bác một ca khúc của ca khúc Giả Vờ Thương Em Được Không. Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà em nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì em chưa? Chắc chưa từng vì em là người thơ. Anh xin dừng để nói em yêu thương, cất ở nơi mà không còn ai biết được. Em với anh luôn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi em mình nhớ, nơi em mơ, tất cả là sự rồi. Nhưng điều đó chẳng có lãng ngoài có. Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chắc chưa từng vì anh là người thương. Anh xin dừng để gọi em yêu thương, cất ở nơi mà không một ai biết được. Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi em mình nhớ, nơi anh mất, tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chẳng có lắm phải không? Anh cứ vã nhưng em lại phá cùng bằng không. Em ơi anh